Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Nam ca. Playlist cho code ít lựa giờ lắm các bạn. Đúng 12 giờ đêm thì nó cho một cái code siêu xịn. Và giờ chúng ta cùng xem cái code này nó xịn tới cỡ nào nha các bạn. Rồi, để nhập code thì các bạn có thể vào cái trang web dưới phần mô tả video. Thì nó sẽ ra cái giao diện giống như cái bên góc màn hình các bạn thấy ha. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái nhân vật này. Các bạn lấy ID 100484368. Các bạn hãy nhập cái ID của các bạn. Ok, sau khi các bạn đã nhập ID rồi á, sau khi các bạn đã nhập ID thì các bạn hãy vào phần cài đặt, các bạn lấy cái mã xác nhận của bạn. Ví dụ như cái mã của mình hiện tại đang là 117129, 117129, mình sẽ nhập vậy, mình sẽ đăng nhập. Sau đó thì mình sẽ nhập cái code hiện tại đang còn available. Cái code ở đây là AFK2023. Đây là cái code mới nhất, mới được active vào lúc đâu đó khoảng gần 12 giờ ngày 4 tháng 1. 12 giờ thì cũng không đúng, nó 11 giờ 5 mấy phút các bạn, 55 như vậy. Cái code active đúng giờ ghê các bạn, 11 giờ 55 thì nó cho cái này. Chúng ta sẽ bấm đổi quà, bạn nhấn đổi quà vào đây. Đó, các bạn nhấn đổi quà, sau khi các bạn bấm đổi quà thành công, nó sẽ hiện lên cái giao diện các bạn. Rồi, sau khi đổi qua rồi thì chúng ta sẽ vào thư của cái ạc của các bạn vào thư nè, xem cái code mới này có gì nè các bạn. Đó, các bạn thấy code mới chưa? Đây là quà của cái code mới nhất này các bạn, bao xịn sò luôn. 10 vé ngắm sao, 10 vé ngắm tướng thức tỉnh, 10 cuộn sâm và 3.000 kim cương. Này bao xịn luôn các bạn ha, lụm. Có code thì chúng ta làm gì các bạn, vào test thôi. Phòng ngắm sao, ngắm một phát mình còn thiếu vài con nữa lên được bậc A. Chặn lấy không cho, không sao, còn một tí kim cương chơi luôn các bạn. Lỡ nghiện rồi thì chơi luôn. Ngồi xong có cái nịch, mình có cái vé đền thời gian chơi luôn các bạn. Màu vàng rồi, toàn màu trắng. Ok, lên video share code, hướng dẫn nhập code cho các bạn, nhưng mà không được các bạn thương. Quất ra nhập code xong toàn có cái nịch. Nhận được đúng cái nịch các bạn. Giờ chỉ còn trông chờ vào cái vài cuộn sâm bé nhỏ này, không biết được gì không. Xui toàn tập luôn. Này gọi là combo xui toàn tập luôn. Bạn xui từ đầu đến đít. Xui mà không còn từ nào diễn tả luôn các bạn nha. Xui từ đầu đến đít. Để rương nấu trường. Được tí kim cương nè. Có ra tím thử luôn các bạn nha. Chẳng lẽ xui đến mức vậy. Này không phải là xui nữa mà gọi là số con rệp các bạn. Không phải là xui mà gọi là số con rệp. Nghĩ sao nó cho mình thêm một con phút nữa. 10 vé ngắm sao không được gì, 10 vé tướng thức tỉnh không được gì, 10 cuộn sâm ra phút thử luôn, mớ đá tím ra luôn con phút các bạn. Ok, hảo. Rồi, và đó là cách nhập code nha các bạn. Chúng ta sẽ vào cái trang web mình để dưới phần mô tả, các bạn nhập vào, sau đó thì chúng ta sẽ login như mình vừa làm vừa rồi. Rồi các bạn nhập code vào, sau các bạn bấm đổi quà, sau đó các bạn check thư nha. Quà sẽ được gửi qua thư các bạn. Các bạn hãy nhận code. Xui quá các bạn, có cái nịch. Tưởng là cho một con số like không, không thì một con quanh hay cũng được các bạn. Ai về không được con nào hết, có cái nịch.
Ok, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Chúc các bạn có thể nhận được code và chơi game vui vẻ nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. Chém đi em. Wow.